gạch Best Thai, Hoa Sen Hồng, hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Thưa tất cả quý vị, và bây giờ để chúng ta có thể mang niềm vui thật nhiều đến cho cả ba nhân vật ngày hôm nay thì các nghệ sĩ của chúng ta sẽ tham gia thử thách. Thử thách đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng hết sức lực của mình để chúng ta dành cái quyền ưu tiên này cho các bạn nhỏ ha. Trong vòng 3 phút thôi, các bạn sẽ cầm trái bóng này để vượt qua những cái chướng ngại vật này, đi tới cái điểm này. Thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ làm gì? Truyền bóng zig zag. Đó, đi qua nhảy. Truyền nha, truyền bằng chân nha. Truyền cho tới cái vạch đích này. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ sút làm sao cho nó ngã những cái ống nhựa phía trên. Trong vòng 3 phút các bạn sẽ luân phiên cái nhiệm vụ này và ngã hết cái ống nhựa đó thì chúng ta sẽ giành được cái quyền ưu tiên này để chúng ta giúp các bạn nhỏ ở vòng thi đầu tiên. Ok chưa nè? Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhanh lên nha. Các bạn ơi, dành một tràng pháo tay ủng hộ cho Chui với Nam nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Mình nhảy qua hay mình nhảy qua? Nhanh lên, bước thôi cũng được rồi. Truyền qua. Từ từ Xuân ơi, từ từ. Rồi, đúng rồi. Nam ơi, xuất đi Nam. Mấy... Trời ơi là trời. Xuất dữ chưa? Nghe đồ chơi bằng đá tí lắm em. Trời ơi là trời. Chưa có ngã cái nào hết. Nhanh lên nào. Yeah! 20 giây đầu tiên ngã được 3 cái ống nhựa rồi. Cố lên. Cố vũ. Yeah! Cái nữa, gần 2 phút rồi các bạn ơi. 2/3 đoạn đường rồi. Cố vũ cho Chuyên vũ được không ạ? Trời ơi! Sao mình chơi cái này dở nhỉ? Cố lên! Bình tĩnh! Ây da! Khoan luôn! Miễn sao nó bị... Quăng đại luôn đi em! Đá luôn! Nhanh! Nhanh lên! 15 giây cuối cùng các bạn ơi! Nhanh lên! 4 cái nữa thôi! Chọi luôn! Chọi đi Jun! Chọi đi, miễn sao ngã thôi Jun. Ủa, Jun ơi. Ủa. Ủa, alo. Ủa, alo. Cái này người ta gọi là chơi mà lăn xả, là vừa lăn và vừa xả thiệt luôn. À, tới cái khúc cuối là... Em chân thôi. Là bất chấp rồi đúng không? Đúng là 3 phút đó, nhưng mà luật chơi thì cũng có phạm nhẹ nhẹ. Mọi người thấy sao ạ? À? Ai muốn tặng quyền ưu tiên này cho khách mời, dành một tràng pháo tay to hơn nữa được không ạ? À? Giảm 20 quả cam cho thử thách của ba bạn nhỏ. Cảm ơn các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách cho ba bạn nhỏ ngày hôm nay. Gạch Best Thai, Hoa Sen Home, hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt.